Hôm nay chúng ta sẽ cùng tham quan Bảo tàng Dân tộc học nha. Video trước mình đã đi tham quan tòa nhà Trống Đồng và khu trưng bày Đông Nam Á. Video này mình sẽ tham quan tiếp khu trưng bày ngoài trời nha. Phía trước mặt là khu múa rối nước nha. Múa rối nước sẽ diễn ra vào thứ Bảy và Chủ nhật. Giá vé người lớn là 90.000 đồng, trẻ em là 70.000 đồng. Tuy nhiên hôm nay đi thì mấy bạn nhà mình không ngồi yên một chỗ để xem ấy, nên mình không vào xem được, nên là mình đi tham quan các địa điểm khác nha. Giờ mình sẽ sang thăm nhà của người Dao ở Lào Cai nhé. Nhà truyền thống của người Dao là nhà nửa sàn nửa đất. Nhà nửa sàn nửa đất được làm trên nền đất dốc, phổ biến là nhà ngõm nên vì kèo đơn giản. Với các gia đình người Dao, bàn thờ là chỗ tôn nghiêm nhất, nơi thờ cúng ba đời. Nhà nửa sàn nửa đất do cấu tạo của sàn thấp nên gầm sàn chỉ nhốt lợn, gà, còn trâu bò thì có chuồng riêng. Người Dao ở đây đã biết lợi dụng nền đất là nền bếp, bảo đảm an toàn hơn. Còn sử dụng phần sàn để nằm thì khỏi phải nằm giường. Khi nằm phải nằm quay đầu vào vách có cửa sổ. Khu vực sàn gần cửa chính là nơi dành cho vợ chồng chủ nhà. Phần còn lại thì dành cho các con. Khách quý thì được đón tiếp ở trên sàn. Ở góc sàn phía cuối nhà có buồng cô dâu. Đây chính là buồng cô dâu nha. Nơi đây cũng chính là nơi thay quần áo của mọi người. Giờ mình sẽ sang thăm nhà của người Hơ Mông nha. Cấu trúc chung của nhà dân tộc Mông là nhà nền đất. Thường là cột kê có 3 gian, 2 trái, mái chảy. Những gia đình người Mông mà làm từ 1 đến 2 gian là những gia đình mới tách ra ở riêng, có khó khăn về kinh tế, bố mẹ còn sống, chưa phải làm nhiệm vụ thờ cúng tổ tiên. Nếu mà nhà khá giả thì sẽ làm nhiều gian hơn và vật liệu tốt hơn, cấu trúc kiên cố hơn. Quan niệm nhà của người Mông là nhà làm 3 gian, gồm gian bếp là gian giữ lửa, có một bếp lửa và là buồng ngủ của chủ nhà. Gian giữa là gian to rộng hơn, có cửa chính nhìn về phía trước nhà. Đây cũng chính là gian thờ cúng tổ tiên, là gian chung của cả nhà, chuyên để làm những việc lớn như là hiếu, hỉ hay tiếp khách. Gian thứ ba là gian bên cạnh có bếp nấu ăn, buồng ngủ của các con. Gian này có một cửa phụ mở phía đầu đốc của ngôi nhà để người nhà đi lại. Hàng ngày đi làm về thì người trong gia đình chủ yếu đi bằng cửa này. Hầu hết các ngôi nhà thường có gác nhỏ để chứa lương thực, đồ đạc hoặc thực phẩm khô.
Giờ mình sẽ vào thăm khu nhà của người Hà Nhì nha. Ngôi nhà nhỏ phía trước kia là chuồng trâu chuồng ngựa đấy. Chuồng trâu chuồng ngựa của mỗi gia đình người Hà Nhì trước kia thì thường làm tách biệt nhau. Ngày nay thì chúng lại được dựng lại thành một ngôi nhà. Chuồng trâu thì có các gióng ngang thông thoáng với bên ngoài, phía trên thì có sàn gác để cất đặt khung dệt, nông cụ và một số vật dụng. Ngoài ra đây còn là chỗ ngủ cho những chàng trai đi chơi buổi tối về khuya mà không muốn vào nhà, sợ mọi người trong nhà thức giấc ấy. Còn đây là chuồng ngựa thì nằm lọt hẳn vào bên trong ngôi nhà, phía trên có sàn gác để cất trữ củi khô và củi đun. Giờ mình sẽ đi lên nhà chính của người dân tộc Hà Nhì nhé. Là dân tộc sống trên vùng núi cao, để thích nghi với khí hậu khắc nghiệt thì người Hà Nhì làm loại nhà chình tường bằng đất. Những ngôi nhà chình tường trải qua thời gian vẫn tạo nên nét văn hóa kiến trúc độc đáo của dân tộc người Hà Nhì. Ngày nay, dù đã có nhiều loại nguyên liệu tiện lợi để làm nhà, nhưng mà ở nhiều nơi thì đồng bào vẫn giữ được nguyên kiến trúc xưa với kỹ thuật làm nhà chình tường bằng đất. Những ngôi nhà chình tường theo nguyên mẫu của người Hà Nhì thì vẫn luôn là điều hấp dẫn đối với khách du lịch, đặc biệt là những người đam mê nhiếp ảnh vì hình khối và đường nét riêng ở ngôi nhà chình tường đất nện. Đây chính là ngôi nhà mà nhìn từ phía ngoài đây. Giờ mình sẽ đi tham quan tiếp nha. Đi tiếp lên là nhà người Tày ở Thái Nguyên nha. Nhà sàn là loại nhà có từ lâu đời của người Tày. Trước đây thì do còn nhiều rừng nên họ chỉ dựng nhà bằng các loại nguyên liệu được lấy từ rừng như là tre, gỗ, lá cọ. Cách đây vài chục năm thì loại nhà hình thành là nhà sàn cột chôn là loại hình phổ biến. Từ sau những năm 1960 khi thành lập hợp tác xã nông nghiệp thì người ta mới có điều kiện làm loại nhà sàn cột kê trên đá tảng. Phần sàn thì dùng cho người ở, còn phần gác để sấy khô và cất giữ một số lương thực, thực phẩm. Còn gầm sàn thì dùng để nhốt gia súc, gia cầm, chất củi, để nông cụ, cối giã và đan lát thường ngày.
Đi tiếp lên phía trên là nơi trưng bày cối giã gạo bằng sức nước của người Dao. Cối giã gạo bằng sức nước thì chỉ là một cần cối vừa phải. Chỗ chân đạp thì khoét rỗng như một lòng máng để nước đổ đầy vào đó. Khi nước đầy sẽ nâng cần cối lên. Nước chảy ra hết thì cần cối sẽ hạ xuống và giáng chày vào cối gỗ để gạo ở phía trước. Sau đó lại nâng lên khi nước đầy. Mà cứ thế cả ngày lẫn đêm giã liên tục với nhịp điệu thưa, tiếng nhẹ. Mỗi ngày chỉ có thể đem lại cho người dân một cối gạo bằng một cái giá nhỏ đủ cho một gia đình ăn. Những cối này thường được đặt ở ngoài đồng, gần suối, nơi có dòng nước chảy từ cao xuống thấp để nắng mưa không ảnh hưởng đến gạo. Thì người ta thường làm thêm căn lều nhỏ che cối ở ngoài trời. Đi tiếp lên phía trên chính là nhà mồ người Cơ Tu ở Quảng Nam nhé. Đây, nhà mồ đây ạ. Nhà mồ và quan tài của người Cơ Tu được dựng ở khu nghĩa địa chung của làng hoặc của dòng họ nằm ở khu rừng phía tây của làng. Người Cơ Tu chỉ điêu khắc trang trí quan tài và nhà mồ cho người chết khi đã làm lễ cải táng. Đi tiếp lên phía trên, phía bên phải là nhà mồ Gia Rai. Ở làng thì trong nhà mồ này thì có thể chôn được khoảng 30 người chết. Tượng trang trí trên hàng rào được đẽo và tạc bằng rìu đục và dao. Những tượng trai gái giao hoan phô ra bộ phận sinh dục và tượng phụ nữ mang thai thì đều liên quan đến sự sinh sôi. Mái nhà được lợp gỗ ván và được phủ một lớp phên nan tre có trang trí nhiều hình vẽ bằng phẩm màu đỏ tự chế theo lối cổ truyền. Những hình tạc trên nóc mô tả chủ yếu sinh hoạt của lễ bỏ mả. Nhà mồ được coi là dành cho người chết ở thế giới bên kia, nên là bên trong các ché, bát đĩa, chai, chén và mô hình dụng cụ lao động là những đồ dùng cho cuộc sống của người quá cố. Người Gia Rai làm nhà mồ đẹp chỉ để phục vụ lễ hội bỏ mả trong vài ba ngày, sau đó hư hỏng dần theo năm tháng. Đi tiếp lên phía trên đây là nhà dài của người Ê Đê ở Đắk Lắk. Cầu thang lên nhà dài thường có hai cái. Cái bên phải là cầu thang cái, bên trái là cầu thang đực. Cầu thang cái ở bên phải thường được trang trí bằng hình trăng khuyết và hình hai bầu ngực có thể hiện tín ngưỡng phồn thực và chế độ mẫu hệ. Cầu thang cái dành cho phụ nữ và khách, cầu thang đực thì dành cho đàn ông. Đây chính là không gian sống điển hình của một gia đình mẫu hệ ở Đắk Lắk. Dù phục dựng nhưng mà ngôi nhà vẫn giữ được hướng Bắc Nam theo tập quán cổ truyền của người Ê Đê. Đầu nhà quay về phía Bắc, có cửa chính đón khách. Nhà dài của người Ê Đê được xây dựng chủ yếu là gỗ, tre, nứa các loại. Riêng mái thì lợp bằng cỏ dày trên 20cm. Phần sàn cao hơn mặt đất chừng 1m. Ở dưới để thoáng chứ không chăn nuôi. Gian đầu tiên khi bước vào là phòng khách. Sau phòng khách là một khoảng thông ra phía sau nhà. Đây chính là không gian sinh hoạt nội bộ của đại gia đình. Mỗi gia đình sẽ có một buồng riêng để ngủ và cất giữ tư trang, chủ yếu là đồ mặc. Họ sẽ nằm quay đầu về hướng đông, duỗi chân về hướng tây. Phòng đầu tiên sẽ là buồng của vợ chồng gia chủ. Tiếp đến sẽ là buồng gia đình của các con, các cháu. Cuối cùng, ở phía cuối nhà sẽ là gian bếp. Sau nhà cũng có sân và cầu thang nhỏ phục vụ cho các sinh hoạt gia đình. Đây thường là nơi tắm rửa và nấu ăn. Giờ mình sẽ tham quan tiếp nhà rông của người Ba Na ở Kon Tum nhé. Đối với tộc người Ba Na, nhà rông là sản phẩm văn hóa vô giá, là biểu tượng niềm tự hào của họ. Đây là ngôi nhà cộng đồng của một làng, là nhà sàn cao làm bằng gỗ, tre, nứa hoặc lồ ô, được xây dựng to đẹp nhất ở trung tâm hoặc là gần cổng làng. Nhà rông là nơi lớp người già truyền dạy cho lớp trẻ những kinh nghiệm về cuộc sống, lao động sản xuất và văn hóa truyền thống của dân tộc họ. Là nơi họp bàn cất giữ các vật linh thiêng và tổ chức các nghi lễ cộng đồng. Điều rất đặc trưng của người dân Ba Na trong xây dựng nhà rông là luôn làm việc tập thể. Công việc hết thảy phải chia đều dưới sự sắp xếp của già làng.
Đi tiếp lên phía trên là khu nhà của người Kinh. Nhưng mà hôm nay trời mưa to quá nên là mình không sang quay video khung cảnh ở bên trong được. Hôm nay mình đã tham quan hết khu trưng bày ngoài trời rồi nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào các bạn.